Xin chào tất cả các em, hôm nay chúng ta lại tiếp tục nội dung của cái bài nghĩa vụ cấp dưỡng giữa các cái thành viên trong gia đình, đúng không ạ? Thì trong cái tiết tiếp theo này chúng ta sẽ tìm hiểu cái mức cấp dưỡng và cái phương thức thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng giữa các cái thành viên trong gia đình, đúng không ạ? Thì đầu tiên đó là cái mức cấp dưỡng. Mức cấp dưỡng thì được Luật Hôn nhân gia đình quy định tại khoản 1 điều 116, đúng không ạ? Mức cấp dưỡng là do người có nghĩa vụ cấp dưỡng và người được cấp dưỡng hoặc là cái người giám hộ của người đó thỏa thuận căn cứ vào thu nhập và khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và cái nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng. Nếu không thỏa thuận được thì họ có quyền yêu cầu toán giải quyết. Thì cái mức cấp dưỡng thì được Luật Hôn nhân gia đình quy định như vậy, đúng không ạ? Như vậy là với cái quy định cụ thể này của luật thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái mức cấp dưỡng có thể được xác định dựa vào hai cái cách thức khác nhau. Cách thức thứ nhất đó là sự tự thỏa thuận của các chủ thể là người có nghĩa vụ và người được cấp dưỡng, đúng không ạ? Người được cấp dưỡng thì khi họ mà có đủ cái tư cách chủ thể thì họ tự thỏa thuận, còn nếu họ không có đủ tư cách chủ thể thì pháp luật dân sự cũng đã chuẩn và pháp luật hôn nhân gia đình chuẩn bị cho họ những cái người đại diện cũng rất là phù hợp, đúng không ạ? Và vì vậy cho nên là trước tiên thì cái mức cấp dưỡng được xác định dựa vào cái sự tự thỏa thuận các chủ thể trong chính cái quan hệ đó, đúng không ạ? Nếu như trong trường hợp mà các chủ thể không thể tự thỏa thuận được thì cũng không vì thế mà mức cấp dưỡng của chúng ta không xác định được. Thì lúc này á, cái mức cấp dưỡng sẽ được xác định dựa vào cái quyết định của tòa án trên cái nền tảng yêu cầu của các chủ thể, đúng không ạ? Thì cái mức cấp dưỡng được xác định dựa vào hai cách thức như tôi vừa nêu. Tuy nhiên á, khi các bên tự thỏa thuận hoặc là khi toán giải quyết thì cái điều gì mà các bên hoặc là tòa án cần phải căn cứ vào để đưa ra một cái mức cấp dưỡng cụ thể trong từng trường hợp cụ thể, đúng không ạ? Thì cái căn cứ nào để dựa vào đấy chúng ta có thể xác định ra được một cái mức cấp dưỡng. Thì cũng trong cái khoản 1 điều 116 của Luật Hôn nhân gia đình mà tôi vừa nêu chúng ta xong thì chúng ta có thể thấy rằng là pháp luật nó xác định luôn về cái căn cứ, đúng không ạ, để mà xác định ra cái mức cấp dưỡng cụ thể. Thứ nhất là chúng ta dựa vào cái thu nhập, cái khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng, và thứ hai là chúng ta phải dựa vào cái nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng, đúng không ạ? Hai cái căn cứ này sẽ đóng một vai trò rất là quan trọng để chúng ta có thể là xác định một cái mức cấp dưỡng trong từng cái trường hợp cụ thể một. Bây giờ tôi có một vụ việc mà tôi rất là mong muốn rằng là cả lớp sẽ giúp tôi giải quyết nha, đúng không ạ? Anh A và chị B ly hôn. Anh chị có một con chung là em M, 3 tuổi. Tòa án giao cho chị B nuôi dưỡng, anh A thì phải cấp dưỡng, đúng không ạ? Bởi vì đây là người chưa thành niên mà, đúng không ạ? Mà anh A thì có nghĩa vụ nuôi dưỡng cái bé M này đấy, đúng không ạ? Mà khi không sống chung với em M thì thay vì anh A nuôi dưỡng thì anh A phải trả tiền cấp dưỡng. Chị B yêu cầu anh A trả 10 triệu tiền nuôi em M mỗi tháng. 10 triệu. Còn anh A anh bảo anh chỉ có mỗi 500 ngàn thôi, đúng không ạ? Chị thì đòi 10 triệu, anh bảo anh chỉ có mỗi 500 thôi, đúng không? Nhận thì nhận, không nhận thì thôi. Bây giờ xác định tôi xem. Chắc chắn là một bên đòi 10 triệu, bên có mỗi 500 thì chắc là không thỏa thuận được đâu nhỉ? Cho nên cái yếu tố tự thỏa thuận này là không đạt rồi đấy. Các anh chị yêu cầu toán giải quyết. Vậy trong trường hợp cụ thể này, theo các em toán sẽ quyết định mức cấp dưỡng như thế nào là phù hợp đây? Chứ cứ chỉ ha. Rồi mời bạn này. Cô, theo em nghĩ trong trường hợp này thì tòa án nên xác định một mức cấp dưỡng mà có thể ở giữa hai mức đó, như là 1 triệu. Thế là ta
cộng nó vào, đúng không? Tôi chia đôi ra nhờ, nó sẽ ở cái mức ở giữa. Rồi cảm ơn em, mời em ngồi xuống. Mời bạn. Dạ thưa cô, theo em thì trong tình huống này thì tòa án còn phải xác định được thứ nhất là cái khả năng cấp dưỡng của ông A là như thế nào, và thứ hai là cái nhu cầu thiết yếu của cái bé M này là như thế nào. Thì cân nhắc giữa hai cái yếu tố này thì mới ra được một cái mức cấp dưỡng cụ thể. Rồi, cảm ơn bạn, đúng không ạ? Mời bạn ngồi xuống. Để mà giải quyết cái vụ việc này, để đưa ra một cái mức cấp dưỡng cụ thể mà anh A cần phải thực hiện cho bé M, thì chắc chắn rằng là cần phải xác định rất là nhiều các cái yếu tố khác nhau. Và công việc của tòa trong trường này chả phải là ít đâu, đúng không ạ? Trước tiên á, là chúng ta thấy đấy, trong luật nó quy định thứ nhất là cái thu nhập và khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng, và thứ hai là cái nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng. Thế chị B của chúng ta lý giải gì khi mà chị yêu cầu 10 triệu tiền mà anh A phải trả tiền cấp dưỡng hàng tháng nuôi bé M? Bởi vì cũng không phải là chị nói không có căn cứ đâu. Chị bảo như thế này: em M đi học bên trường quốc tế, mỗi tháng nộp 20 triệu. Thế thì chị chịu 10 triệu, còn anh A thì sẽ chịu 10 triệu. Thế là công bằng ấy chứ, đúng không? Con thì con chung mà, cho nên là chị chịu 10 triệu, anh A sẽ chịu 10 triệu, đúng không ạ? Ví dụ như vậy. Thế đấy là cái yêu cầu từ phía chị là như thế, đúng không ạ? Thế bây giờ ta mới xem này, cái yêu cầu của chị thì sẽ được đáp ứng như thế nào, đúng không ạ? Chắc chắn là tòa cần phải làm rất là rõ ra là hàng tháng anh A của chúng ta có thu nhập bao nhiêu. Anh A hàng tháng của chúng ta có thu nhập là 6 triệu. Mà bây giờ bắt anh ấy trả 10 triệu để nuôi bé M làm sao mà anh trả được, có đúng không? Dĩ nhiên như thế rồi, đúng không ạ? Nhưng mà nếu như mà thu nhập của anh A 100 triệu thì sao nhỉ? Đúng không ạ? Câu chuyện này mang màu sắc khác ấy. Cho nên là chắc chắn rằng là cái điều đầu tiên toán cần phải làm rất là rõ, đó là thu nhập của anh A là như thế nào? Cái khả năng thực tế của anh A hàng tháng là thu nhập, có thể có những cái thu nhập là bao nhiêu, thì họ cần phải làm rất là rõ cái nội dung đó khi mà đưa ra cái mức cấp dưỡng cho trường này. Và bên cạnh đó thì cái nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng cũng sẽ được đặt ra và cân nhắc, đúng không ạ? Bây giờ chị B á, chị bảo rằng là bé M của chúng ta là học trường quốc tế, cho nên tháng là mất 20 triệu. Nhưng mà tất cả mọi bé nhất định phải học trường quốc tế không nhỉ? Với một cái mức học phí như thế á. Đấy, đó cái vấn đề của chúng ta là như thế, đúng không ạ? Tùy từng cái hoàn cảnh, tùy từng cái điều kiện mà cha mẹ sẽ luôn luôn lựa chọn cái điều gì đấy phù hợp nhất, đúng không ạ? Với khả năng của gia đình và đứa trẻ, đúng không ạ? Không phải tất cả mọi đứa trẻ đều phải đáp ứng được cái nhu cầu thiết yếu là học trường quốc tế. Cái điều ấy chắc chắn là không rồi đấy, đúng không ạ? Và vì vậy cho nên là cái yêu cầu của chị B ấy, nếu như mà yêu cầu như vậy ấy, và thu nhập, cái mức thu nhập của anh A hàng tháng mà như tôi đã nói dưới 10 triệu ấy, mà chị đưa ra những yêu cầu, những đòi hỏi như vậy, thì chắc chắn là cái yêu cầu đòi hỏi của chị không thể đáp ứng được, đúng không ạ? Bởi vì dựa trên cái khả năng, cái thu nhập thực tế của anh A cũng như là cái nhu cầu thiết yếu của bé M thì cái mức cấp dưỡng ấy khó có thể nào mà được đáp ứng từ cái phía yêu cầu của chị B, đúng không ạ? Thế thì để đưa ra một con số cụ thể thì tòa sẽ phải cân nhắc dựa vào cái thu nhập và cái khả năng thực tế của anh A, đúng không ạ? Và cái nhu cầu thiết yếu của bé M. Ở đây thì tôi cần phải xác định rõ với chúng ta rằng nhu cầu thiết yếu dành cho một cá nhân là gì, thì cái vấn đề đấy về mặt luật pháp chúng ta cũng cần phải được xác định một cách cụ thể và rõ ràng, chứ không thể là một cái khái niệm tương đối đâu, đúng không ạ? Về nhu cầu thiết yếu thì tôi có thể gợi ý chúng ta rằng là nó vẫn được quy định ở trong điều 3 của luật hôn nhân gia đình đấy ạ. Và thông thường để mà hiểu về nhu cầu thiết yếu thì chúng ta thường có một cách hiểu là đó là những cái nhu cầu tối thiểu cần thiết cho sự tồn tại và duy trì cái sự tồn tại đó,
của các cái cá nhân hoặc của một cái gia đình, đúng không ạ? Thì đó chính là cái nhu cầu thiết yếu. Thì cái nhu cầu thiết yếu này thì cũng là một trong những cái căn cứ mà tòa án sẽ cân nhắc để mà thực hiện cái yêu cầu cấp dưỡng, đúng không ạ? Khi mà tòa án giải quyết cái tranh chấp các bên liên quan đến cái mức cấp dưỡng. Đấy là cái vấn đề về mức cấp dưỡng của chúng ta thì là như vậy, đúng không ạ? Và một cái nội dung khác nữa là mức cấp dưỡng có thể thay đổi, chứ nó không cố định. Ngày hôm nay tòa án quyết định mức cấp dưỡng là như thế này, nhưng mà một thời gian sau có thể là mức cấp dưỡng ấy thay đổi. Và sự thay đổi của chúng ta có thể là thay đổi theo chiều hướng là tăng lên, và cũng hoàn toàn có thể theo chiều hướng là giảm đi. Thì cái này nó phụ thuộc vào rất là nhiều các cái tình tiết, các cái điều kiện khác nhau mà pháp luật quy định. Nhưng mà chắc chắn rằng tôi khẳng định rằng mức cấp dưỡng được tòa án quyết định vào một ngày thì không có nghĩa là nó sẽ cố định mãi mãi như thế, mà nó có thể thay đổi dựa vào các cái lý do chính đáng, đúng không ạ? Và các cái hoàn cảnh mà các bên gặp phải. Thì đấy là cái vấn đề về mức cấp dưỡng của chúng ta là như thế.